Triều đại 18 năm của nhà Glazer ở Man United chuẩn bị chấm dứt. Theo gôn, tỷ phú Quata Seiko Yasim đã giành chiến thắng trước tỷ phú Sir Jim Ratcliffe trong việc sở hữu câu lạc bộ Manchester United. Thông tin trên gôn cũng cho biết, tỷ phú Seiko Yasim đặt lên bàn đàm phán 6 tỷ bảng Anh để mua lại đội chủ sân Old Trafford. Nhà Glazer không được phép giữ lại cổ phần tại Man United. Theo kế hoạch dự kiến, Saikyo Yasim sẽ hoàn tất việc tiếp quản Man United giữa tháng 10, như vậy, triều đại 18 năm của Man United dưới thời nhà Glazer chuẩn bị chấm dứt. Saikyo Yasim sẽ mua lại toàn bộ 100% cổ phần Man United, đồng thời có kế hoạch nâng cấp sân vận động Old Trafford, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đội một để giúp đội bóng này chinh phục các danh hiệu và trở lại thời hoàng kim trước đây. Nhà Glazer sẽ được hưởng lợi lớn từ vụ bán Man United này. Kể từ khi nắm quyền ở câu lạc bộ vào năm 2005, nhà Glazer đã đẩy đội bóng vào vũng bùn nợ nần. Những con số gần nhất cho thấy, Man United đang nợ tới 725 triệu bảng, cao nhất kể từ năm 2010. Người hâm mộ Man United chắc chắn sẽ hài lòng khi tương lai của câu lạc bộ đã sang trang mới, hoàn toàn đoạn tuyệt với những người chủ đã hàng năm thu lợi từ danh tiếng của câu lạc bộ. Thông tin này dự báo sẽ khiến bầu không khí sân Old hào hứng hơn ở trận tiếp đó Nottingham Forest vào thứ Bảy, nơi Man. United nhắm đến chiến thắng thứ hai của mùa giải. Trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Eric Ten Hag đã thắng Gua 1-0 trên sân nhà, nhưng thua 0-2 tại Tottenham ở vòng đấu cuối tuần qua.